ngày 3 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nậm Nhùn khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 11. Các đồng chí Trần Quốc Khanh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Lù Văn Quân, phó bí thư thường trực huyện ủy, Hà Văn Sơn, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Chu Lê Trinh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 13, ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy, trưởng phó các ban hội đồng nhân dân huyện, bí thư các chi đảng bộ cơ sở, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Trong hội nghị này, các đại biểu đã được nghe trình bày các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2022, trước những khó khăn thách thức do dịch COVID-19 bùng phát, nhất là thời điểm những tháng đầu năm, song Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh biên giới được giữ vững, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, đời sống nhân dân được cải thiện, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận và kiểm tra giám sát được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Trong đó, liên quan đến các nội dung cụ thể như tiến độ trồng rừng, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh việc tăng thu thuế, giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, giải pháp xóa đói giảm nghèo, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến vấn đề quy hoạch và sử dụng đất trên địa bàn huyện. Về công tác xây dựng Đảng, tập trung các giải pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra qua các cuộc kiểm tra giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khanh, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao tinh thần tập trung dân chủ, các ý kiến thảo luận đóng góp của các đồng chí tham dự hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở Đảng, các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và quán triệt, học tập tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình kết luận kế hoạch của tỉnh ủy, huyện ủy. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới và nội địa, tăng cường các biện pháp ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển quân năm 2023, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chỉ đạo khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra tại thông báo kết luận giám sát, tiếp tục củng cố kiện toàn các tổ chức hội, cơ sở. Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, động viên nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện.